Hello các bạn, thì hôm nay tụi mình sẽ chơi một trò chơi là quay số may mắn. Ai quay vô cái ô nào là lượm cái ô đó. Ví dụ là mình quay một vòng vô ô may mắn, là may mắn thì chọn, là bạn muốn chọn cái gì bạn chọn, không được chọn 10k này nha. Quay một vòng nữa, vô chanh, bóc miếng chanh ăn. Quay một vòng nữa, vô ô thêm lượt, bạn quay thêm một lần nữa. Rồi hôm nay có bạn quay thằng Nguyên và thằng Khía. Rồi chúng ta bắt đầu chơi nha, và với mình bây giờ là mình quay tước nha các bạn. Rồi chùm lụa dính vữa, dính vữa nha. Quay lại nha, Mẹ là sao? Cục rồi hả? Ăn nguyên cục á. Một mắt me. Con mắt hả? Ông ăn nhiều nhiêu mày, ăn nhiêu đó không ơi? Phải rồi ông ơi. Mày ngọt hay gì mà? Mày ngọt sớ à. Rồi tới anh Quy nha. Nha bạn. À. Đây ta đó. Mày mới ngã mày. Không ngã buồn. Thêm lượt. Chí nữa là 10k rồi đó. 10k. Cùng may mắn đi. 10k. Mì nè các bạn ơi. Chà, ăn hai mắt luôn nha. Chúng mày tới mày quá. Tới tôi nha. Ôi chừng luộc đi các bạn ơi. May mắn, bạn chọn cái gì đây? Thôi, quay giữa. Thôi giữa mà. Ủa cái này là chỉ gì hả? Chanh. Quay lại ra. Quay là tao tưởng chanh. Mạnh hơn quá, quay mạnh hơn, quen gian quá. Ok. Ừ vậy đó. Oh my god. Chỉ ai vậy? Mày muốn chỉ ai ăn gì? Ăn cái gì? Không hả? Tao muốn chỉ vậy là nó ăn đó hả? Rồi tới Khía cho Khía hai chanh đi. Chanh. Rồi vỗ to cho tay. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Câu cách này là tại người bài. Ngon rồi các bạn ơi. Một lát chanh các bạn ơi. Trời ơi. Ok ta, ông rất tao ăn này nó vô miếng chanh đó ngon luôn. Gì á? Chút xíu mà. Okay, ông chắc sao để ăn vậy chứ. Cái này nè, giúp chứ đừng ăn muỗng. Muỗng là xài chung mà. Anh em không, cái đó xài chung đâu được. Nó chỉ vô cái rồi đã mày. Giờ vô miếng chanh nữa nha, giờ quay thêm miếng chanh nữa nha. Ôi thấy ngộ không hả? Rồi đáo chơi hết luôn mà. Chơi gì thấy vô chỉ định cái anh kêu là chỉ mình liền nha. Rồi đây, tới Khía quay các bạn ơi. Đắng. Khía quay à. Ra một mặt. Chỉ định mà chết. Wow. Ôi. Vô đây nào, quay vô đây. Tới đầu các bạn ơi. Chui ghê. May mắn. Thêm luôn. Mẹ ơi. Đây bây giờ nó ăn me nè. Oh my god. Trời. Ngon rồi, nó phải me rồi các bạn ơi. Chấm vô đây. Me phải ăn luôn hột á. Đó được. Thôi hộp sao nhai nổi. Chí nữa 10k nãy 10k đó mà qua tới me á. May mắn thì chọn. Không có chọn 10k rồi. Đường nào cũng chết. Chọn cái gì? Đường nào cũng chết đó. Đắng nó ghê tại vỏ chanh. Chanh đi, hai chùm lột đi. Me đi. Mày vô tiền chọn mày chỉ tao nó tao đạp. Ok, tới tôi nữa nghe. Ăn chừng nào người nào chịu thua thôi nghe. Mày lượt bình thường. Nãy chưa ăn gì luôn không tài. Mày cục à hả? Ừ một cục. Chua. Không có cảm giác gì được. Lâu quá không? Nó ăn gồng á, á. Mày ngọt ghê. Chùm rượu cái giữa. Rồi nhá, qua chỉ vô cho chùm rượu cái này. Tới tìm rồi. Đây. Phải ăn chanh. Ăn chanh ngon chứ. Phải ăn chanh. Mày vô mày không ăn vỏ đi. Ăn vỏ luôn mày. Đắng lắm. Không. Ngon mày thấy canh ngon hả? Mày ăn hết chứ đâu ngon ai đâu. Ngon. Quá ngon. Ăn tuột máu. Bỏ cái giỏ đi, nó nha. Chứ tội hoài mà. Ôi. Hả? Phải ăn, còn tao phải ăn hết chứ. Ăn hết luôn. Chứ đâu có bỏ vỏ được. Về tới mình nha các bạn. Sẽ vô canh không tại. Ui, 10k 10k me nữa 10k nè. Chấm muối rồi. Ngồi nước mắm ngon bò. Mắm ngon đúng không? Sốt luộc. Thấy gì ta? Giữa lại, giữa lên giới hoài ta. Chơi nhắc chi. Anh Huy ăn 3 thái chùm đục nha. Ngon. Mời các bạn nha. Ngon không? Thấy ngon mà. Ờ ngon mày ăn thử đi ngon. Không ai ăn đâu, đừng có mời. Nào lấy cho mà. Sốt luộc dữ trời. Ăn chùm luộc vô mấy sốt còn tiền. Ngon dữ hả? Thấy ngon ghê ha. Ờ dễ dàng hay ghê. Tao thấy tao dạ tao thèm này luôn trời ơi, bay đi. Chồng lột. Qua lượt. Rồi nó hên qua lượt quay gì vậy? Không có quay đâu mày. Qua lượt hả? Quên, đổi sao tôi hên chứ ta. Không ăn gì đâu tại. Ăn một me đó chị định tôi chỉ cho mày ăn chanh nha. Mày chưa thấy dòng lột á khé. Mày nó dùng toàn dòng luôn mày ơi. Ơi. Ngọt không ạ? À? Ngọt sớt à. Ngọt quá. Giờ tới mình quay các bạn ơi. Cầm giùm cái cây. Mưa con. Rồi. Yeah, may mắn thì chọn đi bạn. Chanh đó, chùm lột đi, tại nghiện mấy khác đây chanh meo hoài đâu được. Mình sẽ ăn chanh luôn các bạn ơi. Theo yêu cầu của anh em. Em tên mày cãi luôn. Vô nha các bạn. Ngon chua. Ngon mà. Ngon. Tại hai cái chanh thì tao muốn. Cảm giác bạn làm sao? Đã vô tử rồi. Chua. À đầu hàng tao đấy ba. Qua lựa. Tại chưa. Qua. Thêm lựa cái gì mà. Chán à. Má chọn canh đi. Không có ăn lố là ca là sao ta ai đưa ta? Yeah. Hồng lại đúng không ta? Mình phải hồng lại ba, hồng lại ba kia phải hồng lại đứa chân đó. Đúng rồi. Thấy mà nhiễu luôn mấy bạn. Sao ăn nổi mấy bạn? Ngon hay ghê. Trời nó đắng. Nghe à. Uống ham chanh các bạn ơi. Bự nè, ngon mà tao bự á. Chanh kìa. Chưa mà. Sao mà tao bự mà chưa tới bữa ăn sao thấy ngon chứ Nguyên. Tôi có nhai. Bà tao dồn đậu đậu à. Đậu luôn. Ngon ghê. Ngon ghê. What the hell. Chảy nước mắt luôn mấy bạn. Lút nè. Ừ. Qua lượt. Qua lượt. Một phạt. Chị định ra đây sáng nó qua lượt không cũng được. Chị định nha con. Chị định chỉ cho ta 23 tới rồi xong đó luôn. Chị định. Đó, chùm luôn. Vô đi bạn. Nãy mới cười Nguyên. Mới chấm ngon rồi ha. Tái bự nè. Bự đi. Tái bự thì ăn 2 tái. Thôi ăn phải 3 tái ăn bự cũng vậy á. Chanh là bỏ chanh vô ăn không cũng ngon. thử đó mày, thử đi. Hai tay rồi. Hai giống mày, hai tay. Đang ăn mà còn ăn gian nữa hả? Nó nhỏ hồi vô mới tới bự ăn khùng luôn. Đã. Cay. Có chua không bay hả thiệt đó? Cái gì chua? Đồ lục có chua không? Chua. Đó, đó. Nó hả? Lột đi. Nãy giờ ông anh ăn hơi bị nhiều luôn. Thôi mình ăn me. Hồi nãy vô thấy vô tự chọn mà. Thế mày ra tự chọn. Mày mắng tự chọn đó. À. Thèm chanh lắm không? Chanh. Chanh. Chanh đúng không? Chanh. Chanh luôn á. Cho mày chanh luôn á. Ướp mày á. Nguyên nó thèm ăn chanh các bạn ơi. Chiều nay nó đi mổ luộc luôn. Ai mới bự bự thèm ăn chanh, ai mới bự. Ừ. Nói chuyện luôn. Đúng ra mình chơi cái này á là tới trận kết mà người nào chịu thua á là phải chậu trà sữa hay gì nữa, đúng nha. Ngon, đó mà nó ngon luôn. Còn thèm ăn chanh mà. Thẳng quá nè. Chỉ định nha. Cho miếng nữa. Để cho mẹ miếng nữa mày theo ăn chanh. Qua lượt. Qua lượt. Ô. Còn này dính qua lượt. Nó nãy giờ 3 lần qua lượt nữa ta. Qua lượt không rồi, qua lượt không rồi. Uống nữa. Qua lượt. Qua lượt gặp được. Qua lượt. Quá. Qua lượt hơn quá bạn ơi. Thêm lượt. Chanh. Thêm lượt. Toàn dầu quá. Ba lần thêm lượt rồi. Chỉ đã chết bà rồi. Nguyên ăn một miếng chanh nữa nha bạn. Thèm chanh đúng vào luôn. Chanh ngon. Chanh ngon, chanh ngon. Ngon mà. Dạ giờ nó bể rồi đó, cho miếng bự rồi. Rồi, miếng bự nữa đi. Đó 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 dạ lựa. Ơi. Giờ vô miếng chanh nữa cái vô miếng hôi nữa. Sao mà bạn Nguyên vô miếng chanh nữa chắc bạn chạy luôn quá. Sao? Sao rồi? Giờ vô miếng chanh nữa. Dạ em địa chanh nè. Chùm luôn. Oh my god. Mày không hết được bao con trai. Tôi bị không tình yêu. Không được, chả 2 miếng luôn à. Vậy không được, vậy không được. Không ơi, không chơi vậy không được. Ta ăn hết xác rồi, phải làm lại miếng nữa. Làm lại miếng nữa thì mới ăn lại vô. Lớn rồi chỉ chơi về lớn này phải chơi phải nuốt luôn. Bỏ miếng chanh vô luôn. Bỏ miếng chanh vô luôn. Đền bù rồi hồi nãy. Mà cái ừ đó. Ăn cái cùi luôn hay vậy? Ừ, chơi đó người ta giao là ăn hết luôn mà chứ đâu giao nhả xác đâu. Ai cũng nhả hết, nhả nhả hai ba giỏ ra. Kỳ á. Ăn vàng quá. Rồi ở bên bển miếng nữa kìa, 3 miếng luôn. Một thía không. Ta dục xong rồi. Dầu chơi không có nhả giỏ nghe. Đang kia các bạn ơi. Mẹ ta chơi là không giao nhả xác mà. Đồ chai hậu luôn. Chị đánh cho mày nữa là nè. Thêm lượt. Không có thêm lượt, thêm lượt, thêm lượt chứ giữ cũng vậy. Qua lượt, qua lượt. Chị đánh cũng được. Mẹ. Mẹ nhẹ. Thấy mẹ tôi áp lực. Bỏ này đi. Rồi, tới mình các bạn ơi. Chua. May mắn rồi. Mè mè mè. Quá cay quá. Vậy mới ngon cái cay không chua. Quá cay luôn á. Tao mày ăn nhiều quá giờ mày bị hư đó. Trời ơi, bột không à. Vậy là phải ăn thêm miếng nữa, bởi vì không có hộp. Quay ra. Chanh. Thôi mình cũng bắt chước bạn Nguyên ăn lại miếng bự bự ra. Sao hả? Cay quá. Cho mày chiều nay chạy nè. Trời ơi. mời mấy bạn nha. Không ai ăn đâu. Mời hết mời mấy bạn nghe. Quay cái bài ra mà chưa mày không hay gì đó hay gì rồi cũng queo à. Rồi thêm chanh thêm chùm luôn cho nó hết em đi lên. Chanh đi các bạn. Toàn dòng luôn, toàn dòng 10k. Rồi vô tới đấy. Còn tay nhỏ của hai cái kia cũng bự à. Tôi mới lựa tay bự bỏ vô. Ừ nó mới bự vô đi, nó nhỏ ăn nhỏ không. Tay nhỏ bỏ vô ăn nhỏ không à. Ước lần được ăn 3 tá chùm luộc. Ôi trời ơi. Dừng chơi là đây. Rồi quay đi. Chị định nha, cho mày ăn 3 tá chùm luộc nữa. Chanh, chanh giữa rồi. Chanh ông ơi. Chanh, giữa rồi. Chanh, đừng cãi. Đừng có cãi. Sao mà cãi vậy đó. Chanh. Thấy không? Bây giờ thấy chanh áp lực hết chanh luôn mày ơi. Hết chanh là miếng nào cũng bự hết á, khỏi lựa. Ăn khéo ghê. Tao nãy tao lựa miếng bự nhất rồi sao? Đã. Ăn tao phải vỗ đùa thằng kế bên. Ra đi. Chị định nghe, chị định nghe. Cho khía thêm miếng chanh ha. Chị định. Mày chết mày đi chùm luộc. Chùm luộc boy, nè. Chùm luộc boy, chùm luộc. Tao muốn chùm luộc không ra giặt. Chùm luộc. Lấy phê, dạo phê nè. Ui. Tôi ăn xong này tôi thua luôn rồi. Thua là phải cử cà phê. Có cay đâu mình hấp dư nè. Nãy nó dít thêm miếng ớt nữa. Nãy em ăn ớt không có gì. Thì tới nào bự thôi lựa mày ơi. Tại mẹ tới này đọc cái này. Thấm dư ngon lắm á. Đậu nó ăn chua nó ăn ghê lắm. Nó bộn quá vậy. Kiểu này Nguyên, bạn Nguyên sắm cho tụi mình cái nhà sinh vệ sinh công cộng cái bên nha. Cho một cái bồ đi em theo. Tại cái mũi tên nó cong ra ngoài, thấy không? Qua lượt thấy không? Mày mạnh lên tao quá Di Kỳ hả? Mẹ nhau vô đây ta. Gì đó mày chọn gì mà cũng chọn me à? Để mình để vô chỉ định em, mình quay vô ngay chỉ định luôn. Đó rồi, chấp nhận. Cái lực gió hay lực gió tôi biết là nó làm gì vô chỉ định nào. Chùm luôn. Ơi. Cái tay nào tới đây nó bự hen. Ăn chiều khỏi ăn cơm luôn á. Qua lượt đi chỉ định mà nó vô chanh nó hay ha. Chùm luộc ha, cái này hay à. Mà chua. Cái 10k cho chua chứ ta. Nãy giờ chưa bạn nào vô 10k ta người ta. Chua. Nè, bút rồi cái mình miễn hai tới sao. Không. Ai kêu. Bút nó bự luôn. Không được. Mặc vô mà, tay này khủng khiếp luôn. 10k. Rồi. Lên máu luôn rồi. Ngon chứ. Thằng kia ăn ngon ghê. Thì con ăn mà hồi mà về nhà coi lại không thèm đâu mới sợ luôn á. Tối á. Chảy nước miếng luôn á. Có lợn thiệt chảy miếng luôn á. Nó bắn nước miếng nè. Sao mà vô chỉ định tao cho 3 cái chùm luôn. Bắn nước miếng thiệt luôn á. Để mình nha. Vô chỉ định vớt cho khía thêm 3 cái chùm luôn nữa. Để mình xì vào chỉ định nha. Chỉ định nghe không? Chỉ định. Chỉ định nè. Thêm lượt. Đó mình chỉ định quá. Chỉ định nghe. Chỉ định. Tao vô tao quay được 3 cái chùm luộc là chắc lên. Mày chỉ định chanh nè. Coi nào đậu hàng sớm đi bê. Bạn đừng có nhảy như khỉ nha bạn. Chua thì chua chứ đừng nha. Ui. Quen rồi các bạn. Quen. Qua dâu rồi bạn ơi. Chỉ định. Thôi giờ mình cho bạn đậu 3 trái chùm luộc nữa. Rồi. What the hell. Tôi chịu thua em. Bà ăn mới chịu thua chứ, có chịu thua bậy bà. Ăn xong đi chịu thua. Chịu thua là chiều nay dắt đi uống trà sữa nha bạn. Ok luôn. Ôi giờ muốn ba nó chùm luộc cho tôi luôn đi. Thua rồi, đậu thua rồi. Có người bắt cột các bạn ơi. Chưa cuộc. Chưa. Vậy dập thêm cái chỉ định nữa. Vậy nè, vậy vô chị định nè, tao bay vô chị định cho con nè. Ơi. Này con nè. Con nè, bôi. Nè chị định. Nè. Chỉnh cái này lại. Làm gì hả? Chả thui lấy chân gian luôn. Ăn giang giỏi giống mày giỏi nè ngang giỏi nè ngang mày đẩy rồi à không không giỏi gì đó bớt ăn giang đi rồi cho nè ăn giang thì chanh nè đó nãy mình thèm chanh đó mà chanh nè trời ơi rồi mấy này vô mấy chua chát mặn nồng trời ơi come on chỉ anh vô chỉ định ngon ha cái cho miếng chanh nữa chỉ định ê, không được không được đấy là bị bậy không mang lại miếng này ông dùng không chơi sao ông đây rõ ràng đừng có thải qua đây nguyên nãy ăn miếng hả không được ở nhà nó dục các bạn ăn đi tôi chỉ định ông bỏ vỏ chứ nha bỏ vỏ mà giờ quốc khi miếng chanh nữa là trời không có nhả vỏ không nhả vỏ mày mặt quá chơi lên nhìn không có nhảy vậy tại ủa cái đó tôi có quen à tôi quen đấy mà tao chỉ định mà đâu ép tao được cái này là khía tả thù hồi sớm nè không dục là không thua dục là thua nha có camera quay lại rồi không thấy không giờ tao thèm này luôn rồi đó quay đi chụp lột ăn luôn cái này luôn ăn luôn cái vỏ luôn gì đầu hàng đi không nghĩ là đầu hàng đi nói sao sao biết ông là ai cả tôi chịu thua các bạn tôi nè tôi sao rồi vậy tối nay khoảng chừng 6 giờ đi thôi tôi chịu thua phải nói ơi vậy là chịu thua rồi rồi đừng chơi cái đó ba người chơi quay cho một người chịu thua là nghỉ rồi chứ không chơi một người chịu thua là nghỉ chơi không có sát phạt thôi chịu thua rồi giờ mỗi người chơi có sát phạt rồi chịu thua rồi mỗi người quay một vòng nữa nghỉ kết thúc trò chơi rồi vô chị định xong với chảy hơi ăn hơi lẳng bà cái chị định này vô ăn hai miếng chanh vào đi ba miếng